Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý khán giả thân yêu. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789 quý vị anh chị ơi. Hôm nay Khả Năng có về trên một chiếc xe sang đời rất là cao, đời 2014 Honda CRV các vị. Thương hiệu chữ H này, nó giống Hyundai thôi nhưng mà nó hơi ngửa ra một tí. Trông khá là ok. Honda thì nó có những cái dòng gì nhỉ? Honda CRV này, Honda City, Honda Civic, Honda gì nữa nhỉ? Airblade, Honda SH. Đấy là những mẫu xe mà thông dụng nhất với chúng ta. Thì đây là một mẫu phân khúc hạng crossover hạng sang của nhà Honda, Honda CRV. Chiếc này thì nó đời 2014, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới biển Hà Giang. Thì em vừa về xong, nhìn cái vô lăng này, vô lăng cruise này, cruise control. Đấy, chế độ ga tự động trên khi chúng ta đi đường trường. Cùng với này, tăng giảm âm lượng, cùng với phím đa nhiệm ở trên màn hình nhá. Trên này thì có màn hình rất là phù hợp, em nghĩ là phù hợp, tại vì anh em đừng có màn Android ăn riết làm gì nhiều làm gì cả, quáng mắt, mà đôi khi tác dụng phụ rất là nhiều, anh em tập trung vào lái xe chứ không tập trung vào màn hình, đôi khi cứ vừa đi bấm 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 này rất là nguy hiểm, thôi bỏ qua. Cái hay ở đây là cả nó có cái màn hình cam GE kìa, cam GE của Trung Quốc kia, nhưng mà rất là đẹp nhé. Cam này trông này thôi nhưng rất có võ luôn, cam nhỏ nhưng mà rất là nhiều võ nhé. Cam này rất là nét và độ xuất là hình ảnh âm thanh nó cũng tốt hơn. Ngồi trong xe, nếu anh em nào, chị em nào mà mua xe mà có cái cam này, anh em mà bật tiếng lên. Đấy, đi đâu bật tiếng lên như này này. Đấy, sau này về chích kết xuất cam nó chở bồ là mình nhìn thấy luôn. Nên là em cũng xin nói luôn, để cho anh em chở bồ thì anh em tháo cam ra, rút nguồn ra, đừng để lúc mình chở bồ người ta phát hiện ra nhá. Đấy, thì chiếc này thì nó là phân khúc cao cấp, khá là hạng sang rồi. Đi con này là ok rồi. Nhiều bác này nhiều tiền anh em đi mấy con vài tỷ đi cho nó hoành tráng. Con này thì nó ngang tầm với lại Hyundai, thì nó có Santa Fe, Kia thì nó có con gì nhỉ, Sorento, còn con gì nữa nhỉ, hãng gì nữa nhỉ, Hyundai này, Santa Fe này, Kia Sorento này, Honda CRV, Nissan này, XTRAIL, những cái phân khúc cùng với nhau đấy. Tota nhỉ, Tota thì nó có Cross. Đấy, nên là nó là hạng sang với nhau. Ngày trước là Fortuner, nhưng mà bây giờ thì Fortuner thì nó là 7 chỗ, con này nó 5 chỗ thôi. 5 chỗ cộng 2, cũng có Fortuner 5 cộng 2 đấy, nhưng mà con này thì em thấy là được nhiều người ưa chuộng hơn. Các bác trung trung tuổi, tầm khoảng từ 35 đến 55 tuổi nó thích cái dòng xe Honda CRV này. Còn các bác ở dưới 35 tuổi là chưa có tiền. Chủ yếu là chưa có tiền như em, nên là chưa có tiền, em dưới 35 tuổi. Lần đầu tiên trong đời em ngồi lên một chiếc xe đời 2014 nhá các bác nhá. Trước thì mua 2010 thôi. Với lại những xe to tiền như này thì bọn em thường thường là không dám mua, vì thứ nhất là nó rất là đắt, thứ hai là cái khách hàng của em hướng tới là nó chưa đến tầm tiền này. Nhưng thời gian gần đây thì anh em hỏi rất là nhiều, nên em đã quyết định đi mua một chiếc xe về, vừa đi vừa trải nghiệm, vừa để lại cho anh em là yêu thích cái mẫu xe này. Honda CRV thì động cơ của nó là 2.4 nhá, máy xăng, số tự động. Đấy, số tự động nhưng mà nó có thêm cái icon này, này máy eco. Đấy, khi chúng ta bật lên này, bật tắt thì bên trong có hình cái bông lúa, cái bông lúa xanh xanh nhỉ. Đấy, thì nó siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, em cảm thấy nó rất là phù hợp với tất cả chúng ta, chứ không riêng gì các bác đúng không ạ. Màn hình hiển thị thì em thấy có một cái màn hình trên đây và một hình màn hình trên đây. Nó báo xăng này, 319 km nữa hết xăng này. 9,2 lít trên 100 km với động cơ 2.4, anh em cảm thấy nó rất là hợp lý không? 2.4 mà trung bình đấy, trung bình đợt gần đây là 9,2 lít nhé, trong 100 km gần đây nó sẽ báo như thế. Còn nếu anh em đi đường trường thì nó chỉ lanh quanh tầm 8 lít thôi, rất là hợp lý. Còn nếu anh em đỗ lại chỗ nhà nổ thì nó sẽ tốn xăng hơn. Trong này thì em nghĩ khá là rộng để đồ, để giấy tờ xe. Còn ghế da thì là hàng da cao cấp nguyên bản theo xe từ đầu các bác nhé. Đây là cửa sổ trời, cái này là cái đồ chơi thôi, có thể vênh lên vênh xuống này, hoặc là có thể đóng mở ra để cho nó tự sướng cho nó sướng này thôi, thì cái này không quan trọng lắm, có cũng được không có cũng được. Đôi khi là anh em phi xuống nước còn có chỗ mà anh em mở ra anh em chui lên đỡ ngập nước ấy. Còn lại là người đi của lại cũng được, quan trọng là tính mạng các bạn, đi trên đường lái xe an toàn, thành bạn đạo bình an. Xe càng đời cao thì càng tốt, càng được trang bị chắc chắn hơn. Nếu con này mà mấy con Vios kia mà tông nhau, ví dụ lỡ có tông nhau nhá, thì cái con Vios kia nó sẽ bẹp dí nhá, mà cái con này nó vẫn nguyên. Em nghĩ nó chỉ vỡ phần nhựa thôi, còn phần khung gầm của nó thì nó sẽ gấp 3 lần con Vios kia, quý vị anh chị ạ. Đấy, thì anh em có thể so sánh cái chất lượng của chiếc xe. Còn lại là nếu mà anh em đi thì chẳng ai mong muốn đâm vào nhau, nhưng mà nếu đâm vào thì con này nó khỏe hơn, nhưng mà con này nó vẫn thua mấy con Mac mà Mac GLC các thứ đấy. Con Mac GLC nó cứng hơn. Con này mà đâm con đấy thì hai con này bẹp đầu con kia chứ chắc đã bẹp đầu.
Đấy nên là tiền nó khác nhau, nó ảnh hưởng đến chất lượng xe và cái trải nghiệm trên đường tốt hơn. Thì trong này thì có cái củ số là củ số thẳng, đây là một điểm trừ nhé. Em thích cái dòng này đời 2014 rồi thì nó phải số, là phải số rích rắc, nó đẹp hơn. Nhưng mà thực ra nó công dụng như nhau thôi. Anh em gạt đôi khi mà gạt mạnh tay quá thì anh em gạt mạnh tay quá thì nó lại về mất về số 2, số 1 này. 1, 2 này không phải là số. Cái này nó chỉ là đánh dấu là D là chúng là auto tiến nhé. Còn số 2 này anh em leo đồi leo núi dần dần lên. Số 1 này, này. Đấy. Càng đồi cao hoặc càng đi chậm thì đi số 1. Số chậm đấy, để số nhanh. Nhanh dần lên nó sẽ số số đều. Đấy. Thì quý vị anh chị nào mà cảm thấy cái chiếc CR-V này nó đẹp thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 032 6062 789 sở hữu mẫu xe này với mức giá là 565 triệu đồng, có hỗ trợ bà rút hồ sơ quý vị anh chị nhé, hỗ trợ bà rút hồ sơ thôi và cam kết cho bà con quý vị anh chị là không có đâm đụng va chạm, không gặp nước. Máy số thân vỏ là keo chỉ zin 100% luôn, sơn zin sơn zin còn rất là nhiều quý vị anh chị ơi. Đời cao giá rẻ, em nghĩ chiếc này nó rất là phù hợp với quý vị anh chị, cô bác bà con nào mà có cửa tiền hơn 550 một chút thì em sẽ bán cho các bác nhé. 23 023 88, xe rất là đẹp, mang nước sơn màu trắng, chiếc Honda CRV đời 2014, một chủ từ mới này. Khả Năng Ô Tô đang bán mức giá là 565 triệu đồng. Đấy anh em nhìn nó đang đúc này, cơ lốp thì chắc là phải R18 này hay 19 rồi. 18 nhỉ. Đây. Xem nào, cơ lốp này. R18 225 60Z R18, rất là to và đẹp. 4 quả lốp mới, 2 quả lốp bằng trước mới, 2 quả sau tương đối mới. Xi nhan gương tích hợp, túi khí phanh ABS, tất cả mọi thứ đều rất là zin và đẹp. Không hề có đâm đụng va chạm gì. Những dòng xe đời cao này Khả Năng Ô Tô làm rất là chắc, mua của trực tiếp của dân nhé. Nên là giá nó rất tốt hơn cho quý vị anh chị. Và cái thực ra thì người ta buôn xe, người ta đi mua xe, người ta đi lại, người ta cũng biết giá bán ra mua đấy. Ví dụ mình bán mua thì người ta cũng để cho cửa 20 triệu về cho ông dọn là thoải mái lắm rồi. Mới đầu tư 50 triệu này mà không được đến khoảng tầm 20 triệu là lỗ các bác nhé. Nhiều anh em bảo lãi một con xe mấy chục triệu, anh em thử đi buôn xem, anh em có dám bỏ ra 5-600 triệu mà mua một con xe mà về lãi chỉ được 10-15 triệu không, đúng không? Bọn em vẫn thế đấy. Nhưng mà bọn em bán thường xuyên và có khách hàng, và khách hàng quan tâm ủng hộ rất là nhiều, nên là bọn em mới dám mua. Chứ còn bình thường các bác bây giờ bảo đi mua con Vios kia cũng không dám mua. Kinh lắm, không biết mua về có bán được không. Nhưng bọn em thế, lắm lúc mua về mà để 1-2 tháng là coi như là hòa chân. Có bán được lãi chục hơn chục thì cũng là hòa thân thôi. Còn nếu mà anh em chỉ mua xe tai nạn ngập nước về bán mới lãi thôi, chứ còn bây giờ trên thị trường vẫn còn rất là nhiều xe tai nạn ngập nước các bác nhé. Anh em đừng có chủ quan, bọn em mua bán này cẩn thận lắm. Ngập nước giả xe ngay, nọ số khung số máy mà không chuẩn phát em giả xe ngay. Vẫn bán được bình thường nhưng mà không chơi, mình chơi cái loại đấy là đi tù của mẹ. Đấy, nhưng người ta bán ngoài đường ngoài chợ anh em thấy rẻ tham vào là anh em dính hết nhá. Đừng có mà cứ đến cửa hàng to này anh em mua thì nó an tâm hơn. An tâm hơn thôi, chứ còn vẫn có thể xảy ra cái vấn đề đấy. Mình thì chưa xảy ra nhưng mà mình vẫn cẩn thận. Vì nếu có xảy ra rồi thì mình vẫn sẽ khắc phục cho khách hàng các bác ạ, yên tâm. Chiếc xe này thì một chủ từ mới, chính tên chính chủ hai vợ chồng bán nên là các bác cứ an tâm nhé. 4 lốp mới luôn. Xe rất là đẹp, bên ngoài form dáng cực đẹp luôn. Keo chỉ nguyên zin không phải xem. Con này không phải xem luôn, cứ mang ra hãng check. Sai bên nào bên đấy chịu, chứ bây giờ xem biết đâu mà xem, các bác làm sao mà xem được. Đấy, hôm qua em có đi mua con xe ngập nước đấy, nó bị ngập nước mà chủ nhà không biết, vì đời 2022 mà người ta vừa bán xong, người quen bán cho nhau. Vừa mua được mà đã bán cho ngay. Đấy. Màu đỏ mà cũng Honda. Đấy, nhưng mà không tiết lộ thêm. Chủ nhà rất là buồn. Thì vì tự dưng về đi nó cứ điện đóm nó cứ kém kém, thế mới gọi thợ đến bán. Thì thằng bảo thằng kia nó mua lại cho thì nó không mua, nó bảo em mua xe khác rồi em không bán. Em không mua ở đâu. Đấy, thế nên mới chất dở ra tật nố ra nè. Là nó bị ngập nước, thế là nó mới bán cho rẻ rẻ thôi, tham rẻ mua vào. Sau đó là gọi thợ khác đến thì nó bảo ngập nước, thế là chán ngồi cứ tiếc lửa. Xong gọi điện cho nó bảo em không biết đâu, em mua rồi, em bán rồi, xong rồi. Thì quen nhỉ, em mua xe khác rồi, em không biết đâu. Thế là thôi thôi, đấy. Đây cứ mua ở cửa hàng này thì an tâm hơn. Không được thì mình đổi trả, có lo gì đâu. Còn lại là mình xem xe thì không xem được thì mình mang ra hãng mình check. Còn nếu xem được mà tin tưởng thì anh em mua, không tin tưởng được thì thôi. Đừng mua, mua mới cho nó lành, đúng không ạ? 565 triệu anh em có thể mua được số tự động đời cao rồi đấy. Ví dụ như mấy con Hyundai Kona này, hơn 600 tí thôi. Nhưng mà chất lượng thì nó không là bằng con này được. Con này nó ngon hơn nhiều. Anh em bảo là thằng thà mua xe đời cao thì hơn, thì các bác nghĩ lại nhá. Con này nó đẹp hơn nhiều. Quý vị anh chị ơi, nó khác biệt hoàn toàn vì cái chất lượng với trải nghiệm trên đường nó khác hoàn toàn nhé. Đây này, ghế điện, cháy ghế đầy đủ hết. Nội thất đẹp lắm, dàn điều hòa hai dàn riêng biệt. Đấy, trần nỉ. Đó, cam hành trình, cam đùi, full option, full phụ kiện. Đây em sẽ
cùng các bác đi khám phá chi tiết cái chiếc xe này. Anh em thì cảm thấy nó phù hợp với mình thì mua thôi, còn không biết thế nào một lần cả. Thôi thì trân trọng cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, quý bà con anh luôn luôn quan tâm, ủng hộ, đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô. Hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ những video bên em. Khả Năng Ô Tô xin chân thành cảm ơn. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo.